Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món ăn vặt rất là ngon mà được các bạn trẻ rất là yêu thích, đó là bánh tráng cuộn. Và nguyên liệu ngày hôm nay của mình đó gồm bánh tráng nè các bạn. Tiếp theo là mình sẽ có trứng cút hoặc là trứng gà. Bạn nào có trứng cút thì mình dùng trứng cút, không có thì mình dùng trứng gà nhé. Tiếp theo á là mình sẽ có xài, xài xanh nè các bạn. Xài xanh mình đã bào sợi ra rồi và đây là rau răm nha. Mời mình sẽ có cái tép tép sấy nè, hành tím phi nè các bạn. Rồi mình cũng sẽ có sốt maya và tương ớt. Các bạn nào biết ăn ớt thì mình cho tương ớt vào nha. Và cái món ăn hôm nay mình làm rất là dễ luôn các bạn ơi. Và lại cái độ ghiền của nó thì rất là cao luôn đó. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền. Rồi bây giờ đầu tiên là cái bánh tráng này mình sẽ nhúng nước hoặc là mình quét qua một cái lớp nước mỏng để cho bánh tráng của chúng ta nó mềm lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho xài nè các bạn. Xài non mình bào ra sợi nhỏ các bạn. Xài xanh đó. Rồi mình sẽ cắt rau răm như thế này, mình cho nó vào nhé. Cái món này nè các bạn làm tại nhà ăn á rất là ngon. Cái món này thường bán trước những cái trường học của các bạn nhỏ, các bạn trẻ, các bạn rất là thích cái món này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái tép sấy vào đây nha. Rồi mình cho hành phi vào nè. Rồi trứng đó các bạn, mình sẽ cắt nó ra. Nếu các bạn mà có trứng cút thì mình sẽ cho trứng cút vào. Mình không có thì mình sẽ dùng trứng gà ha các bạn. Mình cho trứng vào đây nè. Mình rải đều ra như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn nó lại. Mình cuộn tròn nó lại các bạn. Mình cuộn được một cuộn nhì nè, mình để qua một bên ha, chút xíu mình sẽ cắt nó ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái cuộn tiếp theo như thế này. Thường trước cửa trường học các bạn, họ bán một hộp khoảng 10.000, 15.000 cho các bé ăn á, các bạn nhỏ ăn á, rất là rẻ tiền mà nó lại ngon, thiệt là ngon nữa. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách làm bánh tráng cuộn này nè, tại nhà, cho các bạn làm ăn đỡ ghiền ha. Rồi bây giờ mình cuộn nó lại. Rồi mình sẽ làm lần lượt vài cuộn thành một cái khẩu phần ăn ha các bạn. Bây giờ mình nhúng mình làm tiếp á. Rồi nãy giờ mình đã cuộn được một cái dĩa nè các bạn. Bánh tráng cuộn như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra dĩa và mình sẽ thưởng thức nó ha các bạn. Mình lấy một cái dĩa nha. Mình lấy từng cuộn đây nè. Mình cắt ra những cái khúc vừa ăn á. Đó. Ăn cái này ghiền, thiệt là ghiền luôn đó các bạn. Ngon lắm. Rồi mình cũng đã cắt xong rồi các bạn. Mình để qua một bên nha.
Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ xịt cái sốt manier này lên nhé. Có cái sốt này lên nó mới ngon. Cái món ăn của chúng ta nó tăng thêm cái độ ngon, độ béo các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xịt thêm cái sốt tương ớt lên đó nè. Như vậy là mình đã hoàn thành một cái dĩa bánh tráng cuộn rồi nè các bạn. Một món ăn vặt rất là ngon. Các bạn trẻ rất là thích cái món này. Nếu như mà các bạn thích á, thì các bạn vào bếp và các bạn làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một món ăn ngon nha. Chào tạm biệt các bạn.